Tối 10 tháng 10, công an huyện Yên Lạc nhận được đơn trình báo của bà Lê Thị Mai 1969 ở thôn Đồng Văn, huyện Yên Lạc, về việc gia đình bà bị kẻ gian mất túi 3 chiếc kiềm bằng vàng 9999, tương đương 11 chỉ để ở trong buồng ngủ tầng 1 của gia đình ngay sau khi gia đình tổ chức đám cưới cho con gái xong. Tổng trị lạnh lẽo tài sản gần 50 triệu đồng. Nhận được tin báo, điều khiển công an huyện Yên Lạc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và truy tìm thủ phạm gây án. Sau 3 giờ kể từ khi nhận được tin báo, thủ phạm vụ mất túi được làm rõ rệt là Lưu Thị Kim Anh, 1999, ở thôn Đồng Văn, huyện Yên Lạc. Kim Anh là gamer thủ học với cô dâu con gái của bà Mai. Tại cơ quan công an, Kim Anh khai nhận, sau khi cùng cô dâu tổ chức hôn lễ ở nhà trai, Kim Anh cùng một số người khác và cô dâu quay quay về nhà bà Mai theo phong tục của địa phương lúc này Kim Anh giúp cô dâu tháo ba chiếc kiềm vàng là vàng cưới của gia đình hai họ đưa cho bà Mai cất vào tủ. Do nảy sinh lòng tham và lợi dụng sơ hở của gia đình cô dâu, Kim Anh đã lấy trộm số vàng trên rồi đem về nhà cất giấu. Quá trình điều tra, công an huyện Yên Lạc đã thu hồi vật chứng của vụ án gồm ba chiếc kiềm bằng vàng, trong đó có hai chiếc ba chỉ và một chiếc 5 chỉ.